Dung kính chào quý vị khán giả của chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy được phát sóng vào lúc 8 giờ 40 sáng thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Bản tin 114 tuần này sẽ đề cập đến vấn đề gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ cháy. Trong đó, loại hình để xảy ra cháy: nhà dân 2 vụ, công ty 2 vụ, ô tô 1 vụ. Ngoài ra, trong tuần qua, đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý 2 vụ cứu nạn cứu hộ. Với việc tồn chứa một số loại hóa chất có tính năng ăn mòn và gây cháy, việc sử dụng đèn cồn để thực hành, một số thí nghiệm có phản ứng sinh lửa sinh nhiệt, phòng thí nghiệm hóa học là khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại các trường học. Thực tế, thời gian qua, cũng đã có trường hợp học sinh bị thương, bị bỏng do sự cố cháy nổ xảy ra trong quá trình tham gia thực hành thí nghiệm hóa học. Đây chính là điều đáng lưu ý để các trường học cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề này. Một số lưu ý về phòng chống cháy nổ bước đầu tại các phòng thí nghiệm. 1. Công trình phòng thí nghiệm hóa học trước khi đi vào hoạt động phải được thẩm định nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. 2. Lãnh đạo các trường học phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. 3. Khi xảy ra sự cố, giáo viên phải thật bình tĩnh, hướng dẫn học sinh thoát nạn an toàn. 4. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh phải sử dụng thành thạo thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. 5. Cơ sở phải tiến hành thông báo ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại khẩn cấp 114. Đa số vụ cháy tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đều là cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Kết quả công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân những vụ cháy ở loại hình cơ sở này của lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố cho thấy vệ sinh công nghiệp kém chính là một tác nhân dẫn đến quả quạng tại không ít doanh nghiệp. Dầu nhớt chảy tràn trên dây chuyền máy móc, hệ thống quạt hút bám đầy bụi bẩn, hóa chất không được tồn chứa theo đúng tiêu chuẩn quy định, rác thải và phế liệu dễ cháy được tập kết ngay trong khu vực sản xuất, v.v. Đây chính là những điều kiện, môi trường lý tưởng để cháy nổ phát sinh khi gặp phải tia lửa do chạm chập điện hoặc nguồn nhiệt phát sinh ra trong quá trình vận hành máy móc hay sự bất cẩn của công nhân khi hút thuốc. Do đó, đảm bảo vệ sinh công nghiệp cũng là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Đây là hình ảnh về vụ cháy 50.000 m2 diện tích cỏ dại, đe dọa đến sự an toàn của đường dây điện cao thế 500 kV và khu du lịch sinh thái Bình Xuyên 2 trên địa bàn huyện Nhà Bè xảy ra vào tháng 4 năm 2018. Còn đây là hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến cho cả khu dân cư ở quận Thủ Đức phải trải qua một phen náo loạn vì ngọn lửa lan nhanh từ một bãi rác gần đó xảy ra vào tháng 3 năm 2018. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, người dân thường hay tiến hành đốt rác để dọn dẹp vệ sinh, làm thông thoáng hơn không gian xung quanh nơi ở của mình. Đồng thời, đây cũng là công đoạn cần thiết để chuẩn bị nương rẫy, sẵn sàng cho nông vụ mới, nhất là ở khu vực vùng ven và ngoại thành. Tuy nhiên, sự chủ quan của người dân khiến cho hoạt động này luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy lan, cháy lớn rất cao. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi tiến hành đốt rác, đốt cỏ, người dân hãy cẩn trọng và cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cháy như chỉ đốt cỏ, đốt rác ở một không gian trống trải, thông thoáng trong điều kiện trời không có gió, cử người canh chừng trông coi ngọn lửa trong suốt quá trình cháy, chuẩn bị sẵn các phương tiện dập lửa để kịp thời xử lý tình huống không mong muốn có thể phát sinh. Bịt kính, kiên cố, không lối thoát. Mục đích để làm gì? Chống trộm. Nhưng khi có cháy, bích đường thoát nạn. Kính thưa quý vị, lắp thêm các khung sắt hay còn gọi là chuồng cọp để chống kẻ trộm đột nhập vào nhà. Đó là cách mà hầu hết các hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh chọn để bảo vệ tài sản cho gia đình mình. Thế nhưng với cách làm này, trong rất là nhiều trường hợp xảy ra hỏa hoạn, người dân lại vô tình đánh mất đi con đường sống của mình. Với vô số kiểu thiết kế bỏ qua các quy tắc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là nguyên nhân khiến không ít nạn nhân tử vong trong các vụ cháy trong thời gian vừa qua. Hiện trường còn sót lại của vụ cháy xảy ra vào lúc 4 giờ 6 phút ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại hộ kinh doanh bếp điện tử Tân Phú Gia, số 423 đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, làm 4 người chết,
là những khung sắt bị thiêu rụi, cong queo, đen kịt, nằm vắt vẻo. Một bảng quảng cáo che kín toàn bộ mặt tiền bao quanh lan can tầng 2 của ngôi nhà. Vải bạc nhựa đã cháy hết, cũng chỉ còn lại trơ trọi khung sắt. Đó là tất cả nguyên nhân chính khiến 4 nạn nhân ngủ tại tầng 2 tử vong do không thể thoát ra ngoài khi xảy ra sự cố cháy nổ. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất hình ảnh camera gần vị trí xảy ra sự cố, cơ quan chức năng xác định vụ cháy xảy ra lúc gần 3 giờ ngày 10 tháng 6. Nguyên nhân được hội đồng giám định cho rằng cháy là do sự cố chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh ở tầng trệt. Nếu sự cố được phát hiện kịp thời và ngôi nhà không bị lắp thêm khung sắt để chống trộm đột nhập vào nhà, dẫn đến tự triệt tiêu con đường thoát nạn khẩn cấp của mọi người khi xảy ra sự cố cháy nổ, thì có lẽ hậu quả để lại đã không quá lớn như vậy. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì từ sau vụ cháy đó còn rất nhiều vụ cháy tương tự như vậy xảy ra. Nhưng đáng buồn là những con số biết nói đó vẫn không làm cho người dân thức tỉnh. Không ít người dân vẫn còn thiếu sự cẩn trọng trước giặc lửa, chủ quan trước việc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ. Họ vẫn giữ quan điểm, thà chống trộm hơn chống cháy. Cái việc mà tự cơi nới xây dựng các cái chuồng cọp này để chống trộm, thì người dân chỉ quan tâm đến vấn đề an toàn thôi, là chống trộm thôi. Nhưng mà thực ra mà nói là cái yếu tố con người là quan trọng. Có những vụ cháy là chết cả gia đình, rồi nó xảy ra như vậy thì nó sẽ mất cả bố, mất con, vợ, mất chồng, thậm chí là mất các người thân trong gia đình, là một cái rất là đau xót. Chúng ta phải nghĩ đến cái nhân tố đó là con người đầu tiên ạ. Rồi sau đó ta mới nghĩ đến cái vấn đề khác, cho nên là người dân thì hay chủ quan mà chưa nghĩ đến cái yếu tố mà liên quan đến an toàn của chính tính mạng của con người. Sự chủ quan của chủ căn nhà số 423 đường Lý Bán Bích, quận Tân Phú cho thuê kinh doanh bếp điện từ Tân Phú Gia có lẽ cũng là vấn đề chung của các hộ gia đình sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Do tình hình an ninh phức tạp, nạn trộm cắp đe dọa đến cuộc sống khiến tâm lý rào chắc buộc chặt của người dân hình thành. Điều đó đã vô tình khóa mất lối thoát nạn của gia đình khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, bất chấp mối nguy hiểm hiện hữu, những chuồng cọp vẫn đang tiếp tục mọc lên. Đưa cái lồng thì nó an toàn cho trộm vô nhà. Nhưng mà còn đó bất lợi là khi mà xảy ra sự cháy thì nó hơi khó khăn. Mình phải để cho nó thông thoáng, nếu mà có gì xảy ra cháy thì mình dễ kịp thoát thân. Với lại an toàn cái tính mạng là trên hết. Chuồng cọp gần như đã trở thành một phần tất yếu của những ngôi nhà mặt phố và kể cả những khách sạn cao tầng. Chỉ tính trong bán kính khoảng 500m từ đầu đường Bắc Hải đoạn giao với Cách mạng tháng 8 đến trường tiểu học Bắc Hải, đã có khoảng 30 hộ dân có ban công 1 tầng đến 3 tầng được thiết kế hàng rào sắt kiên cố. Sự cẩn trọng này ngoài mục đích nội bất xuất ngoại bất nhập cũng sẽ là vật cản bích lối thoát thân theo hướng mái nhà hoặc ban công sang nhà bên cạnh trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Việc hàn kín các thanh sắt quanh nhà đa phần do người dân tự ý thực hiện, trong thiết kế hoàn toàn không có. Chính điều này khiến cho khi có cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận cứu người rất khó khăn, mất nhiều thời gian để cắt, phá, dẫn tới tốc độ xử lý sự cố cháy nổ cứu nạn cứu hộ chưa kịp thời, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã đưa ra nhiều biện pháp, thế nhưng xem ra việc sửa sai vẫn chưa được người dân lưu tâm. Họ vẫn còn rất bàng hoàng với những nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn rình rập họ hàng ngày. Thậm chí ngày càng có nhiều cơ sở lắp thêm khung sắt để bảo vệ tầng thượng. Để rồi khi chưa kịp chống trộm, thì chính việc hàn các kim loại thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cũng đã phát sinh tia lửa gây cháy. Mà vụ cháy tại khách sạn A&M tại giao lộ Lý Tự Trọng, Thủ Khoa Huân, cách chợ Bến Thành vài trăm mét vào ngày 3 tháng 11 năm 2018 là một minh chứng rõ nhất. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng một số tài sản trên sân thượng bị thiêu rụi. Kính thưa quý vị, từ kinh nghiệm của cả vụ cháy nổ do ngôi nhà được thiết kế thêm khung sắt hay còn gọi là chuồng cọp gây khó khăn cho việc thoát hiểm và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Như thời gian vừa qua, thì chúng tôi đã có cái buổi trao đổi với Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa đồng chí, các cái ngôi nhà lắp thêm khung sắt khi xảy ra sự cố cháy nổ thì lực lượng cứu nạn cứu hộ rất khó khăn.
khó khăn và mất nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường để cứu người bị nạn. Vậy cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có những cái biện pháp gì để giải quyết cái vấn nạn này ạ? Khi mà tiếp cận trong các cái đám cháy mà ở cái hộ gia đình ấy, mà có làm các cái chuồng cọp khung sắt như vậy thì đúng là cái việc tiếp cận vào trong rất khó, rất là khó. Mà chứng kiến những cái cảnh mà người thân gào hét bên trong mà chưa thoát ra được thì quả nó rất đau lòng. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ làm một cái việc như sau. Thứ nhất là chúng tôi tham mưu cho công an thành phố để có văn bản chỉ đạo công an các quận huyện để cùng tổ chức phối hợp là làm tốt công tác tuyên truyền. Cái đầu tiên là phải tuyên truyền bằng các cái thông tin đại chúng, ví dụ phối hợp với này các cái báo đài cũng như là đặc biệt cái hệ thống loa phát thanh ở các cái quận huyện ấy, cũng có thì có những bài viết như vậy để liên tục để mình phát để mình tuyên truyền vận động cho người dân họ nghe xong họ nghe rồi thì tự nhiên họ hiểu, họ biết, họ thấy cái mức độ nó nguy hiểm, nó liên quan như vậy thì họ mới chuyển từ cái nhận thức thành cái ý thức để họ làm. Tôi tin tưởng rằng là người dân, nếu mà người chủ gia đình mà thật sự họ nghe, họ hiểu và họ thấy cái tác hại của nó lớn như vậy thì đương nhiên họ sẽ có cái suy nghĩ hành động là họ sẽ tháo dỡ hoặc là họ sẽ có cái biện pháp nào đó, ví dụ như là có thể là cắt một phần mở các cái cửa để sau này nếu không may nó có sự cố thoát đi thoát mà mình cháy nổ thì mình có thể mình thoát ra được. Cái vấn đề thứ hai là cũng phải có cái tiến hành kiểm tra thì sắp tới là thực hiện theo cái quyết liệt theo cái công tác kiểm tra đối với các cái nhà ở kinh doanh kết hợp nhà ở theo cái chỉ thị 12 của thành phố đấy để hướng dẫn cho bà con nhân dân. Thì nếu như bà con nhân dân nào mà nỡ làm cái đó thì cũng phải có cái khuyến cáo, yêu cầu, hướng dẫn để cho người dân họ hiểu và họ tự động tháo dỡ. Còn những người khác mà họ chưa làm thì họ biết thì họ sẽ không triển khai làm này để họ tập trung làm cho cái việc như là các cái cửa gia cố các cái cửa cho nó chắc chắn rồi có khóa để khi có sự cố thì mình có thể mình mở mình thoát ra được. Thưa đồng chí, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình thì người dân cần phải làm gì? Thứ nhất là phải cái nơi đun nấu thờ cúng này, rồi các cái nơi sử dụng các cái nguồn lửa nguồn nhiệt đấy, như thiết bị sinh nhiệt chẳng hạn, như thiết bị tiêu thụ điện này, phải là phải để gọn gàng, tức là để cách xa các cái vật dụng dễ cháy đấy, phải đảm bảo được cái an toàn phòng cháy cháy. Cái thứ hai là trong mỗi hộ gia đình chúng ta cũng phải chủ động trang bị các cái phương tiện chữa cháy ban đầu, ví dụ như cái bình chữa cháy hoặc là hiện nay thì ở thị trường các cái thiết bị thông minh nó rất là nhiều, như cái đầu báo cháy tự động cục bộ đấy, nó rất là rẻ, có mấy trăm nghìn thôi, có thể mình lắp vào để khi mà nó có sự cố thì mình có cái tín hiệu mình phát ra để mình thoát sớm. Rồi tôi cũng khuyên đối với gia đình là nên cũng chủ động đấy, mình trang bị những cái búa tạ 5kg thôi hoặc một cái xà beng ấy, mình để ở một cái vị trí thoát của gia đình nhà mình, như ở gần cửa sổ mình quy định, như nhà tôi quy định như vậy, thì khi có sự cố thì vợ con hoặc người thân mình chạy về vị trí đó thì mình đập cái cửa đó là mình thoát ra ngoài. Vì cái vấn đề đầu tiên là mình phải cứu người trước thì mình mới cứu được tài sản, nhất là cái dịp mà bà con mình chuẩn bị là đón một cái xuân mới này thì mình sẽ dành thời gian một vài ngày để mình tân trang tu sửa lại nhà cửa, đặc biệt là các cái hệ thống điện đấy, thì mình phải kiểm tra cho kỹ cái chỗ nào nó hư hỏng thì mình phải kiểm tra thay thế, và đặc biệt là khi thay thế các cái thiết bị bảo vệ hoặc thiết bị tiêu thụ điện ấy, là mình như cái automat này, những cái thiết bị bảo vệ như vậy thì mình phải mua cái nơi mà nó rõ nguồn gốc, nó đảm bảo về chất lượng. Cái độ dùng vật dụng đấy trong gia đình ấy, là chúng ta cũng phải sắp xếp cho nó gọn gàng, ngăn nắp đấy. Và cái cuối cùng đó là gì, là đối với từng hộ gia đình chúng ta cũng phải có một cái phương án. Cái này nó đơn giản thôi, mình trong bữa cơm chẳng hạn thì mình chủ gia đình mình nói với vợ con mình nói là nếu có sự kể một câu chuyện mà những cái vụ cháy của hộ dân nó như vậy, rồi đối với nhà mình nếu có sự cố xảy ra thì chúng ta phải làm gì, để phân công từng người trong gia đình, rồi thống nhất với nhau là khi nó như vậy thì mình thoát ra ở điểm nào, và mình chỉ làm một vài lần trong cái bữa cơm giao tiếp bình thường thôi, nhưng mà nó hằn vào trong cái đầu và cái nhận thức của các thành viên, cho nên khi có sự cố cái nào các thành viên người ta chủ động luôn. Cái này là rất quan trọng,
rất là quan trọng. Nó rất đơn giản thôi nhưng mà rất là quan trọng. Nó liên quan đến cái sự an toàn, cái sự nhạy bén và kịp thời của từng thành viên. Bởi vì các cụ đã nói rồi là nước xa thì không thể chữa được nước gần. Nếu mà chỉ cần phát hiện được ngay kịp thời ta có một cái bình chữa cháy, hoặc thậm chí ta có cái vòi nước ở nhà thôi là ta có thể xử lý được. Hoặc ta phát hiện kịp thời thì ta sử dụng các thiết bị như cái bú tạ, cái xà beng đấy, ta quy định nó thoát nạn vậy thì chồng con nó có thể bật ra ngoài đấy, bật ra và vợ con thoát ra ngoài an toàn được đấy. Ta phải tính toán như vậy, và cái việc này thì có thể ta làm thường xuyên, ăn cơm ta vẫn nhắc nhở vợ con gia đình như vậy, thì tự nguyên mọi người đều có cái nhận thức và có cái ý thức khi xảy ra để họ hành động. Chứ còn nếu ta quên đi và ta không nhắc đến chuyện này, và ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là trộm nó vào ta phải chặt chẽ không, thì cái đến là chưa đủ. Mà vấn đề an ninh rồi nhưng mà phải an toàn. Mà an toàn á, là phải an toàn cho chính các thành viên trong gia đình mình trước đã. Thưa đồng chí, đối với những nhà dân có lắp thêm khung sắt thì chúng ta có cái cách nào để mà khắc phục cái vấn đề này, nhưng mà vừa giúp dân á, là chống trộm được và cũng có thể là thoát nạn được khi có những cái trường hợp sự cố cháy nổ xảy ra? Cái đầu tiên vẫn phải là tuyên truyền. Cái đầu tiên tôi cho rằng là vẫn phải tuyên truyền. Mình thống kê, mình theo dõi cán bộ. Bây giờ cái công tác phòng cháy nó cũng đã là chuyển sâu xuống dưới cơ sở rồi. Dưới các quận huyện, công an huyện là có cái đội phòng cháy cháy. Rồi trách nhiệm của cảnh sát khu vực. Đấy. Rồi là kể cả hệ thống trị, nhưng mà đấy là chuyên ngành công an ấy, là cũng đã sát với dân. Thì khi mà đã có cái hướng dẫn tuyên truyền như vậy, thì anh em cán bộ chiến sĩ là mình tiếp tục xúc với dân thì mình thấy, thì mình sẽ nói là họ sẽ vi phạm. Anh Nam này là anh vi phạm rồi. Thế bây giờ ngoài cái vi phạm ra mà không may nó xảy ra cái sự cố cháy nổ mà người thân của mình không thoát được thì là một cái mất mát rất lớn. Đấy, một cái mất mát rất lớn. Vì vậy cho nên người dân phải nghe và hiểu và cương quyết đeo bám và nhắc nhở để cho người ta có cái biện pháp để người ta tháo dỡ là tốt nhất. Còn nếu không tháo dỡ thì có biện pháp là cắt bỏ một phần, đảm bảo như cửa thông thoáng 1m, 2m gì đấy thì để mình có cái lối thoát ra ngoài được. Xin đồng chí cho biết đối với những trường hợp vi phạm vì tự ý xây dựng cải tạo những cái chuồng cọp làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị xử lý như thế nào? Về luật xây dựng nhà ở thì cũng đã có quy định, các cái văn bản quy phạm pháp luật cũng đã quy định rất rõ. Nhưng đối với phòng cháy thì tại khoản 5 của điều 38 quy định rất rõ là phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đồng đối với những hành vi mà làm mất cái khả năng mà thoát nạn đối với một cái nhà ở hoặc công trình. Thì căn cứ vào đó thì chúng tôi sẽ xử lý thôi. Thì tôi nghĩ rằng là mà cái việc phạt là anh phải đóng tiền rồi, nhưng mà anh vẫn phải cương quyết, anh vẫn phải tháo dỡ. Cho nên là tôi khuyến cáo một lần nữa là người dân là đã nỡ làm rồi thì mình cũng phải có biện pháp để đảm bảo làm sao mà cái núi thoát nạn từ trong nhà ra đến cửa, ra ban công là phải thoát ra được. Cái thứ hai là khi mà mình chưa lắp thì mình không lắp nữa, và mình nên tập trung để mình gia cố những cái cửa của mình ấy, cũng như cái khóa cho nó chắc chắn an toàn, nó thì trộm nó không vào được, mà khi có sự cố thì mình sẽ thoát ra ngoài được. Xin cảm ơn đồng chí về buổi trao đổi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy tuần này cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 8:40 sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.